Ủa anh nghe em nói không anh Dương? Rồi, ok đó. Nãy nãy cái mạng của anh nó bị yếu mà cái máy của em là sau đó nãy lúc sau anh mời vô vô không được luôn á. Rồi, giờ nghe là ok đó. Ok. Hồi nãy đang nói dở nè. Giờ cái việc mà cả thằng 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 Quy Nguyễn với lại cái thằng anh tên Nguyễn gì đó đi bắt cái chuyện đó cơ quan nhà nước, giờ em ví dụ như là thằng Quy Nguyễn nè, là sau cái đợt bắt nó ngày 10 tháng 6 ra khoảng ngày 12 đến ngày 13 mới là thông tin rõ ràng trên các báo chí phương tiện truyền thông của đất nước mình là bắt một cái đối tượng gây rối trật tự công cộng vậy thôi. Dạ em chào anh Đại Dương, gây rối trật tự công cộng vậy thôi chứ không có nói là nó chống phá chính quyền. Mình phải hiểu rõ chỗ này, có những cái thông tin mà đưa trên Facebook đó là những cái thông tin ở trên Facebook thôi, là thông tin đó là không phải là thông tin chính xác đúng không? Còn cái chừng nào mà báo chí là sau đó thì báo chí mới đưa những cái thông tin chính xác là thằng này nó có thể bị khởi kiện vì chống phá gây rối gì đó, kích động biểu tình này nọ, lúc đó là báo chí đưa tin thì mới là chính xác. Cũng giống như là thông tin hiện nay là khi mà bắt thằng anh Tân Nguyễn gì đó là chỉ có cơ quan nên điều tra biết thôi, một số thì thông tin đưa ngoài lề nhưng mà cái đó thông tin đưa ngoài lề là thông tin đoán chừng thôi, không ai thông tin chính xác. Nên thì là bởi cả thì bởi anh mới nói là hôm nay anh đọc có một cái trang đúng không, là Freedom for Việt Nam kia nó mới nói về cái vấn đề là ông Anthony Nguyễn này không phải là mang 1,5 triệu nhưng mà mang tới 3 triệu lận đó, nên vấn đề anh mới đặt cái vấn giờ đề thành này ba trong triệu cái rồi trường hả? hợp 3 triệu Ở không phải đù là một một má thì chưa bởi rửa vậy thấy thì mệt anh rồi mới giờ thành 3 triệu luôn rồi. thì anh mới hỏi là trên cái phương diện đây, nãy giờ anh nói với anh Trung kia cũng vậy, trên cái phương diện là anh dựa theo cái này thì anh không biết cái trang này nó có chính thống hay không, Việt được Nam giờ dễ không? kiếm tiền quá Đó, nên anh dựa trên cái đó anh mới nói là vấn đề này là vấn đề như thế nào. Đó thì anh Trần Thành Trung anh cũng có nói một số điểm, thì ở đây anh có nói thêm một cái lợi và một cái bất lợi. Đó, vậy nói cho đúng em không? nghe, Một cái hồi nãy em không có kịp nghe anh nói, tại nãy em đang lang thang bên nhà của anh Bùi Tính á, em không có kịp nghe anh nói vậy, anh nói lại giùm em coi anh nói bất lợi gì vậy. thì anh nói bất lợi, anh nói bất lợi á, là bất lợi thứ nhất á, là cái vấn đề nếu như trường hợp bị bắt vậy mà có luôn cả cái số tiền thì giống như là có luôn cái vật, là giống như trường hợp anh lật lại là cái ông luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội được rồi, là luật sư của ổng Việt Kiều Đức đó, thì khi bắt ổng trong tài khoản ổng có tiền đó, là tiền từ tổ chức nước ngoài về, thì cuối cùng mới họp vào thành một kết cấu thành tội phạm, tang chứng vật chứng có đủ là bị tí lý tới 14 năm tù. Đó là một cái bất lợi cho những ông này, đúng không? Còn cái lợi ở đây là cái lợi ví dụ như công bố lên là bây giờ tôi đi đem về tới 3 triệu nhưng mà cuối cùng bị bắt rồi, số tiền đó là bị tạm giữ thành tang vật rồi. Đó thì anh vẫn quay lại cái vấn đề là cũng giống như đợt trước anh em mình từng phân tích cái vấn đề kia, đúng không? Đúng 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 Đó là số tiền không về tới Việt Nam, nó đúng còn nằm ở dẫn dơ đâu đó, nhưng mà ở đây phao lên một cái tin là số tiền của mấy ông tôi cầm về là bị bắt rồi. đúng Xong đó, bây giờ còn cái chuyện là đó khi mà có hai chuyện cùng một lúc gặp lại thì em đi thẳng vào vấn đề luôn, khỏi phải nói về nói vòng. Vậy em hỏi cái nè, có phải là sau khi mà thằng Will bị bắt mới lòi ra vụ tỷ bảy á, 1,7 triệu không? đúng. Tự nhiên sau khi thằng Anton bị bắt là lòi ra 1,5 triệu. Đúng. Vậy sao sao ngay từ đầu mấy anh không ca lên là tôi đã đem tiền về Việt Nam để chúng tôi, tại vì mấy anh hay có cái bài Thì bởi vì mà thì anh mới nói là đợt trước thì Quy Nguyễn á, thì cái vấn đề 1,7 triệu là chỉ nghe tin đồn thôi, đúng không? Không có đúng rồi. còn bây giờ nó có hẳn một cái trang nó nói luôn, mà nó nói không phải 1,5 triệu nữa mà nó nói là tới 3 triệu Dạ bởi vậy em mới à. nói anh á, anh Bình Dương, Việt Nam giờ dễ kiếm tiền quá ha, 3 triệu với 1,7 triệu tính ra là hơn 100 triệu, 100 tỷ còn gì nữa, tính ra hơn 100 tỷ rồi, tính ra là khoảng 101 rồi. Nói Việt Nam giờ dễ kiếm tiền ghê vậy, quào quào hai mạng cái lấy 101, tươi xanh tươi xanh quá đúng không? Nhưng Rồi, mà dễ kiếm tiền bây giờ quá. á mình phân tích cái việc đầu tiên là mình phân tích về số tiền á, thì mình nói là giờ các cơ quan truyền thông nhà nước chưa có một cái thông tin nào là nói là tụi tôi đã thu tiền của mấy anh hết. Đến thời điểm hiện tại nha, đến thời điểm hiện tại là chưa có một cái thông tin nào hết. Thì những cái suy đoán của anh em mình là chỉ nhằm mục đích là
giải trí cho mọi người nghe thôi nha, mục đích của anh em mình là giải trí cho những người nghe Đúng thôi rồi, đó, nên trên phương diện là mình mọi giải người trí ở thôi. trong cái diễn đàn này đang nghe nha, làm ơn đừng có nghĩ là tụi tôi đang đưa phao tin của tụi tổ chức nhà nước nào ở đây á, tụi tôi đang giải trí đưa những cái thông tin vui thôi, chứ còn thật ra là báo nhà nước còn chưa đâu, cơ quan chức năng cũng chưa đưa Cái thông đó tin là gì vấn đề hết là để về 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 cơ quan chức năng. đó, cái việc của cơ quan chức năng, còn tụi tôi là chỉ là đưa những cái suy luận từ phía dân cu đen tụi tôi thôi, tôi danh Bình Dương cũng là dân cu đen thôi, không đưa những suy luận vậy thôi, chứ không có phải là tụi tôi chắc chắn là tụi nó đã bị thu tiền này nọ là không có nha, cái tin đồn này tin Không, đồn từ đâu không biết. anh đưa lên để cho mọi người xem cái thông tin đó đúng không, là cái thông tin của từ cái nơi đâu nó xuất phát ra, cái nghe nó là Vậy cái của từ em cũng tổ đang chức muốn đặt lại câu hỏi là cái thông tin này từ đâu ra, chuyện 3 triệu đô này đang từ đâu ra đây nè, đó. đó thì nó anh quan trọng chỗ này nè, thì anh nói là nó có một cái trên của một cái trang cái ba đó, rem cái này làm dân tốt còn Việt quá Nam ha anh nè Bình Dương, đó cái ba đó rem này làm tốt chứ bộ, à, cái ba cái rem này bài làm này tốt có lắm, bộ mỗi được lần mà có người bắt là y như rằng là có bị thu tiền à, thì đó, nhưng mà cái bài này có bộ được hơn, nhưng mà cái làm bài đợt này nó chuyên nghiệp hơn đợt trước nha, bài này chuyên nghiệp hơn đợt trước đợt nè, đợt này là bị công an bắt tận có tiến tay hả, bộ đó, có tiến bộ đó, có tiến đợt bộ này đó, công an bắt bài tận này tay là hả, nhưng mà trước. nó chơi cái quân Ừ. thí này hơi cao thì theo em đánh giá nha, để em nói theo khía cạnh của em thôi, cái này không phải là Dạ cái đúng rồi bài, chị Thông Nguyễn, cái đàm này thôi, đàm luận thôi. không phải là cái bài, cái này là cái này là xui xui thằng này bị lậm thôi chứ không phải là cái bài, thằng kia mới là bị cái bài, còn thằng này là xui xui bị lậm thôi, là tiếp tục hát bài xuân này con không về nữa rồi đó, chứ còn à, em không nghĩ là nếu như mà nó mà vì cái số tiền như vậy mà nó phải hy sinh một cái con cờ cao của nó, em ví như cái thằng này trong bàn cờ vua thì em nói anh là vua gì, thằng thằng Will chứ con chốt thì thằng này chắc phải lên đến được con ngựa hoặc con tượng rồi. Thì đúng rồi, chính xác. Anh nói chính xác, nhưng mà có nghĩa là ở trên phương diện á, là nó thực sự mà nói á, mình nó có logic chứ không phải không có đâu. Tại vì anh theo dõi á, thì có nghĩa là tụi tụi nó chắc chắn, anh lật lại một chút xíu nha, tụi nó chắc chắn là cái ngày 16 thì là thằng Will sẽ được đại sứ quán bảo lãnh ra và đưa thẳng về Mỹ. À, là giờ lại có những thông tin đó nói chính xác luôn. Nhưng đến khi qua cái ngày 16 vẫn không có động tĩnh gì, thì cách đó khoảng sau tầm 2 hay 3 hôm gì thì Bộ Ngoại giao có một cái phát đi một cái thông cáo, phải không? Là thông báo là tất cả cái chuyện của Quy Nguyễn là Đại sứ quán Việt Nam cũng đã có đi vào thăm nắm bắt tình hình, đó là Đại cái sứ như quán cái Mỹ thứ tại hai Việt nữa. Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đó, rồi á, họ phát đi một cái thông cáo đó là họ có nghĩa là nhắc nhở những công dân nước Mỹ nếu đi được các nước khác thì phải tuân thủ cái Anh luật pháp khoan của khoan nước sở khoan. tại. Có bạn Bằng Vũ nè, bạn nói nè, vậy trước đây trên diễn đàn của bạn cũng nói là bắt được 1,7 triệu đô và cũng có nhiều anh em chuyên gia nói là chắc chắn. Vậy không có việc này hả bạn? Vậy tôi trả lời cho bạn nghe. Chưa bao giờ trên diễn đàn của tôi hay anh Lưu Bình Dương nói là chắc chắn là lực lượng an ninh Việt Nam đã bắt được 1,7 triệu đô nha, bạn coi lại cho kỹ, bạn đừng có mà nhét chữ vô mồm tôi là không có đâu. Không, bạn Bằng Vũ này không phải, anh nói là riêng bạn Bằng Vũ này á, là bạn chỉ nắm đi ấy thông tin thôi, bạn này gọi là bạn không có vấn đề gì hết, chỉ giống như là muốn nghe những cái thông tin thôi chứ không có vấn đề gì, bạn này thì không có quan tâm đến cái Nhưng mà chuyện bạn này gì hết. hỏi là bạn hỏi chứ bạn đừng có nói hỏi như cái kiểu giống như chất vấn tôi vậy, không có được. Bọn đi à, nếu như bạn hỏi nếu anh Bình Dương nói vậy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn là những cái điều chúng tôi nói chỉ là những cái điều mà chúng tôi giả đặt giả thuyết và chúng tôi suy nghĩ để mà đề phòng cái trường hợp mà sau này là các anh mà bị bắt, các anh mà hay hát cái bài xuân này con không về á, mấy anh đi về được đến Mỹ rồi các anh lại ca cái bài là tại vì việc Cộng sản Việt Nam đã tịch thu hết số tiền đó là tôi nói trước, nhưng mà anh đừng có mà hỏi cái kiểu là giống như là tôi chắc chắn, tôi có phải làm công vụ cơ Tại quan nhà vì nước đâu mà tôi chắc chắn, ở đây là có một số thành phần nó đã nói rồi đó. Nó nói là khi mà Quy Nguyễn mà về được rồi á, là chắc chắn là Quy Nguyễn phải đi về bển, khám sức khỏe, kiểm tra đủ thứ rồi xong bắt đầu quay lại kiện.
À, quay lại kiện chính phủ Việt Nam. Đó. Ở Có nghĩa đây là thêm một cái vấn đề anh mới nói, em nói thêm nữa nè, tụi bay á, tụi bay que á, thì em cũng phải hỏi là em đặt câu hỏi là tụi nó đang có phải là đang muốn cứu thằng Nguyên Nguyễn đi về không, hay là tụi nó đang muốn là nó nằm lại đây đây, nó muốn Nguyên Nguyễn bị giam đây mà tụi nó cứ ca đó hoài, trong khi nó biết là Bộ Ngoại giao Mỹ còn đang ngán chưa biết làm gì nữa mà tụi nó còn nhảy vô nó nói nữa, nó đóng như đinh đóng cột không, vậy. những thành phần đó là những cái thành phần gọi là amateur thôi, chứ không phải Dạ là những cái thành phần gọi em là đang suy nghĩ á, em đang suy nghĩ đến một hướng là thật ra cái tụi nó có muốn cho thằng Nguyên Nguyễn được tha tù không, hay là tụi nó đang muốn làm không. cái trò gì đó để cho chính phủ Việt Nam mà giống như là nói nghĩ trong đầu là bây giờ mà tha về cái là theo ý tụi nó cái giam nó lại, cái là giam nó lại cái là thằng này tự nhiên cái vô tình nằm lại trong tù mấy năm mà không hiểu vì sao mình nằm nữa. Đúng ra là nó với cái việc thương lượng của Bộ Ngoại giao và cái sự nhân đạo của chính quyền Việt Nam thì nó sẽ được thả về rồi, nhưng mà ai về đâu, cái là tụi này nó ngồi nó nói nhiều quá, cái bị giam luôn 2-3 năm đi cười hoài luôn. Tại vì ở đây á là sẽ nó sẽ còn tiếp diễn cái đoạn sau nữa, chứ nó không phải là đơn thuần đâu, đúng không? Tại vì đã một khi tạm giam 4 tháng để điều tra mà, thì chắc chắn nó sẽ còn những cái manh mối tiếp tục nữa, đúng không? Để hôm nay là chưa chưa đầy hơn 10 ngày, hơn 10 ngày tạm giam rồi. 10 ngày rồi, bình thường là nó có 9 ngày rồi, đó giờ là Hơn hơn 10 mười ngày. ngày rồi, hôm nay là tính đến ngày 26 là hơn 10, là hơn 2 tuần rồi. Thì đã lòi ra thêm một người nữa, đúng không? Thì Nên mình là sau buổi đầu tiên. em đang tự hỏi trong đầu, tại vì hồi nãy lúc trước khi mà em về nhà em nói ủ quái sao cái tụi này nó cứ ca cái bài hoài này hoài, trong khi là hai nước Bộ Ngoại giao hai nước đang làm việc với nhau mà mấy thằng ba que này biết mẹ gì đâu mà cứ chen trò vô, nhưng mà nó lại nói giống như chắc như đinh đóng cột vậy. Vậy có khi nào là Không. tụi nó đang muốn làm trò để cho thằng 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 Nguyên Nguyễn nó nằm lại Việt Nam không, không cho nó về không trời? Cái đó thì cũng không không có biết biết được Không, cái điều đang đó. suy nghĩ, đang suy nghĩ thôi, đang suy nghĩ thôi. À, nhưng mà có một cái điều, có một điều mà anh vẫn thắc mắc là tại sao á, đúng không? Khi mà những cái người mà trái quan điểm với mình khi nói về vấn đề Việt Nam thì mình phản ứng thì họ cho mình là bưng bô, rồi là sao bò đỏ, đúng không? Đó, nhưng mà ngược lại Nhồi rồi bị nhồi sọ. Còn ngược lại khi mình nói về vấn đề về Mỹ thì tại sao nhảy ra ẵm, tại sao sọ. mình nói là phải nói xấu nước Mỹ, tại sao nói này thế này thế kia, ông ngộ kỳ á. Cái gì đâu kỳ, người ta yêu Mỹ mà, À, người ta ủa yêu 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 Mỹ. Mỹ thì bản thân anh là người Việt Nam, anh cũng yêu Việt Nam, ai nói xấu Việt Nam đương nhiên anh cũng phải nhảy dựng dựng lên thôi, thì Nhưng mà điều nếu đó là ai cũng tốt. suy nghĩ như anh thì đâu có người để cho mình cãi lộn. Ủa, nhưng mà anh nghĩ là mới thời kỳ vậy nha. Khi mà giống như chẳng hạn anh lại Minh nói về nước Mỹ thì bắt đầu nhảy dựng dựng lên, tại sao mày nói xấu nước Mỹ? Nhưng mà tại sao bọn họ nói xấu về Việt Nam thì phải bắt người ta nghe? Lực lượng công an nhân dân, lực lượng công an nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như lực lượng an ninh nhân dân nói riêng thì người ta có cách làm việc của người ta, mà những cái dân cua đen như anh em mình thì không có đoán trước được, mình chỉ suy luận được những hướng mà suy nghĩ giống như tụi nó thôi, tại mình dân cua đen mà, mình dân cua đen Đúng thì rồi, mình cũng sẽ nghĩ như nó cũng như cua đen như mình thôi, đúng không? Tụi nó cũng như cua đen như mình thôi, quá chăng là tụi nó là cái thứ tội phạm quốc tế thôi chứ đâu là cái gì đâu, thì mình cũng suy nghĩ theo hướng đó. Còn lực lượng an ninh thì người ta suy nghĩ tầm dốc xa hơn, người ta đọc hết được những cái suy nghĩ của tụi nó nên là nó bị lụm. Còn cái chuyện nó bị lụm rồi tụi nó còn diễn được trò gì hay không thì do lực lượng người ta tự biết cách sắp xếp, người ta tự biết cách làm việc, mình đâu có mà nói thêm được. Còn nói về vấn đề tiền bạc, gọi ở đây là mình là chỉ là tân binh lề, mình tranh luận cho vui thôi.